Về cơm cà ri Nhật thì chắc không đâu ngon bằng Coco Ichiban nha. Khác với cà ri Ấn Độ, món cà ri Nhật Bản thì dễ ăn hơn, vị hơi nhạt nhạt, đặc và rất là thơm vị thảo mộc. Và theo mình được biết thì Coco Ichiban rất là nổi tiếng trên thế giới. Và ăn ở đây thì bạn có thể thoải mái custom món ăn theo bạn thích, từ vị nước cà ri cho tới topping heo bò gà. Và bạn cũng có thể tăng giảm độ cay từ 1 tới 5. Theo mình thì nên chọn mức 2 và 3. Tuy là mức ở giữa nhưng mà nó chỉ cay the the thôi, rất là dễ ăn luôn. Phần cơm thì bạn cũng có thể thay đổi theo số gram. Và mình thì chọn cà ri heo chiên xù trứng chiên, thêm một quả trứng lòng đào. Phần heo chiên xù với lớp vỏ giòn rượp nhưng bên trong thì không quá khô. Ăn kèm với trứng chiên, vị cà ri rất là vừa vặn. Và món này cũng là best seller ở đây nha mọi người. Salad trộn với sốt mè, topping thì có cá ngừ, trứng luộc, ăn kèm với rau cà chua tươi xanh, nhìn thôi là thấy mắt rồi. Tuy là đi hai đứa nhưng mà gọi khá là nhiều món. Phần chiên tổng hợp này có giá 88k nhưng mà rất là đáng đồng tiền, đặc biệt khi đến với Coco Ichiban nha. Từ đây cho tới hết tháng 1, với hóa đơn trên 400k thì bạn sẽ nhận ngay một bánh thơm vani rất là ngon. Lớp bánh mềm mịn như tan vào trong miệng, làm mình mê quá trời quá đất.